Ở video lần này thì mình và anh em sẽ cùng nhau khám phá một cái cây vũ khí bị lãng quên của Claw và đã được admin Boot UZ và UX tăng phạm vi lên rồi. Thì Boot cùng một lúc với cái trái Magu mà cho Effect đi dưới biển đó các bạn. Đó, đây là cái thông tin của admin đưa ra đây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm chứng và test thử coi là cái phạm vi tăng như thế nào nha. Nhưng mà trước khi làm cái điều đó đó, trời ơi, mỗi lần lại đây nhìn cái nhân vật random trác quỷ ngẫu nhiên mình rầu quá. Bây giờ thì rầu, random thì vẫn phải random. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Nhưng mà mình nghĩ là với cái nhân phẩm của mình thì ngã. Trời ơi! Không còn gì để nói hết. Không còn gì hết. Từ khi mà random ra được trái quỷ Ubi á hả, là các bạn trộm vía hết rồi, không còn một miếng vía nào luôn. Đấy, có bạn nào dám xin vía không? Có bạn nào dám xin vía nữa không? Ở video lần trước cũng là bơm bơm, và lần này random vẫn là bơm bơm. Trời ơi, kẹt của mình bị gì vậy ta? Mình thấy hình như có cái gì đó nó sai sai lắm luôn á. Hùi ơi, nhìn trái quỷ thì quái chạy đầu chứ. Và bây giờ mình vào cái phần này để lấy trái Ubi ra nha. Còn có duy nhất có một trái luôn á. Tại Ubi mình đâu có mua vĩnh viễn đâu. Đây, lần trước mới random ra được Ubi, các bạn trộm vía, xin trất cù lư, không còn một miếng gì cho mình hết. Chừa mình lại cái vía bé xíu xíu ra trái bơm, quá đau lòng. Rồi mình sẽ ăn trái Ubi vào mới test thử được nha. Ăn Ubi vô. Ok, còn đúng con trái duy nhất á, rớt mạng cái đi nha. Khổ lắm, mà ăn vô rồi giờ rớt mạng cũng rớt bằng niềm tin. Rồi mình sẽ lấy cái cây Kiko ra nha. Rồi, Kiko à. Go. Ok, đây là cái cây kiếm mà đã được admin boost chiêu. Ủa gì vậy ta? Ôi ơi, chưa luyện chiêu chiêu Z và chiêu X. Thôi toàn giờ là đi cài hết tiếng đồng hồ đó các bạn ơi. Thôi đi luôn chứ giờ biết sao giờ. Đi. Mình đang cắm đầu cắm cổ mình farm á, thì trái quỷ xuất hiện. Để lượm thử coi có ra bơm bơm nữa hay không nha. Có nằm trong thất đại quỷ không nữa. Nằm trên đây nè chứ đâu, còn chạy đi đâu nữa. Và hiện tại ăn trái Ubi này khó farm lắm. Farm Mastery lên 300 mấy cũng chua chát đắng lắm luôn á. Mình biết cái cây Cuco mà nó không có cái điểm Mastery là ăn vật tổ cho mình farm trước rồi. Đâu có biết. Tưởng đâu chơi lâu có farm rồi, nào ngờ trớt. Chưa farm luôn. Hướng này, hướng bên đây. Trời ơi, cái gì vậy? Này là nón lá Việt Nam mà. Tưởng tưởng trái quỷ quên. Hướng đó là hướng của nón lá Việt Nam. Trái quỷ nằm bên đây. Trời ơi. Hi hi. Trời ơi. Bạn đào xin vía nữa không mình cho, nói thiệt. Nó hên lắm luôn nè. Ngày hôm nay là thấy random ra trái bơm là mình thấy là cái độ nhân phẩm của mình hôm nay là trớt rồi nha. Rồi cầm cái Kiko ra thì chưa farm 325 mastery. Rồi bây giờ trái quỷ ra đó lại lộm đi một trái bơm nữa. Quải chè thiệt luôn á. Mình chưa thấy cái gài nào mà nó tận mạng như thế này luôn. Xui quá vậy trời. Ôi ơi, đây nè, cho có đôi có cặp. Ôi, hai trái bơm một lượt luôn, bể thiệt. Rồi bây giờ đi farm cái cây Kiko này lên đó các bạn ơi. 325 này chắc là phải farm phạm tiếng á mới được. Để bây giờ mình xem thử coi là có ra bơm bơm nữa hay không ha. Chứ mình quái chạy đậu quá rồi. Trời ơi, là trời. Ơi, ba trái quỷ không có trái nào mà nó ra hồn hết. Thua. Ngày hôm nay là nhân phẩm của mình là nó tối thượng rồi đó. Nó quá tối thượng luôn. Hai trái bơm, một trái smog. Không còn gì để nói nữa.
Bây giờ tiếp tục farm cái cây Kiko này thôi. Hiện tại thì mình còn khoảng đâu một battery nữa là có thể lĩnh hội được UX rồi. Quá khổ mà. Farm không có như lai like, hơi khổ xíu. Nhưng mà quen rồi. Trời ơi, bây giờ là easy luôn đó. Tại vì mình đang ở cái tộc Cyborg mà. Nên là farm cũng khá là dễ ha. À, bây giờ chỉ cần chém dụ một đám là như vậy nè. Rồi cái mình vét vô một cái. Cái mình mở Haki quan sát, mình bấm T lên nó, mình vô mình chém tứ bụi đây. Rồi sau đó là cái chiêu Z nó hồi nữa, mình lướt cái nữa là lụm. Ngon lành, mấy con này thì mình cứ chém bình thường vậy là xong. Cho luôn một điểm luôn á, khổ quá mà. Bây giờ quay trở về đảo rùa đi. Mình thường thường là mình test ở đảo rùa, không có test ở đây. Định quay về test thử cái cây Coco như thế nào thì trái quỷ lại bam ra. Farm riết trái quỷ bam đúng hai lần luôn. Lần này bơm bơm nữa là thôi đi, trời ơi đất hở luôn á. Để coi coi phải bơm bơm không. Sợ thầy bơm quá rồi. Vậy là nó nằm trên đây nè. Rồi Coco lướt lên, lết lết đá lên. Làm sao có thể, làm sao có thể, nhân phẩm đã ùa về rồi. Vừa nhân phẩm ùa về rồi nha bạn ơi. Ôi ơi, làm sao mà bơm bơm của hai được, bốn trái quỷ hai trái bơm một trái smog. Thôi nha mấy bạn, đừng có xin vía hay là cướp nhân phẩm gì nữa nha. Mình bể mấy ngày nay lắm rồi, toàn bơm. Bây giờ là lão nôm xuất hiện liền. Ở đây là lần đầu tiên mình lụm được trái Venom luôn á. Ăn mừng thôi, ăn mừng lớn. Vậy là nhân phẩm ùa về lại rồi, ngon ngon ngon, về cất liền. Đây, thành quả của mình, đó. Trời ơi, tuyệt vời. Hai trái bơm, một trái smoke. Bây giờ lòi ra trái Venom đem nhét cũng khố liền 3 triệu Bailey. Lần đầu tiên luôn các bạn. Đây nè. Đó giờ danh sách có trái Venom nằm đây rồi. Tuyệt vời. À, bây giờ đi test thử cái cây Coco cho các bạn xem thử nha. Coi là cái phạm vi của nó được gia tăng bao nhiêu. À, mình đến chỗ bảy quái vô cùng quen thuộc của mình. Mình test thử. Đây thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chính là cây bảy quái này à. Rồi thì mình sẽ thử cái cây Coco không có rơm. Và thử có rơm thì cái phạm vi nó gia tăng được bao xa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái chiêu Z nha. Rồi mình sẽ lấy cái cây này làm cái mức á. Rồi mình sẽ lướt về phía trước cái cây cổ thụ nè. Coi là đi được bao xa. Rồi mình chỉ xa xa xíu á, nó lướt được từ đâu nó lướt. Đây. Từ cái mức cái cây này mà lướt được đến đến đây á. Rồi cho tới đây luôn á. Mà thôi, nó nằm ngang ngang đây, gần tới đây nha các bạn. Còn phải một khúc về nữa mới tới được chỗ này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử với cái chiêu X nha. Rồi chiêu X này thì mình sẽ zoom xa nhất có thể luôn. Rồi như vậy là xa hết mức luôn rồi đó. Rồi mình sẽ bắn thử à. Coi đi được nửa màn hình không. Gần tới thôi, nó tới đây à. Gần tới thôi ha. Gần tới thôi. Đâu để mình bắn thêm một phát nữa coi. Bây giờ mình sẽ chỉ cố định một con quái luôn. Rồi mình bắn. Ở đây. Coi tới đường quái đây không ha. À, không tới. Chung là nó kết thúc tại chỗ này. Còn khúc nữa mới được nửa màn hình. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu roam lên nè. Coi là đi được bao xa. Rơm ra. Rồi vẫn là cái mức của cái cây này. Mình sẽ lướt về phía trước ha. Lấy cái cây đó làm một cái mức mặc định. Lướt về phía trước. Đó. Bây giờ nó xa hơn một tí rồi nè. Lúc nãy là nó lướt chỉ được đến đây thôi. Đó, bây giờ là nó thêm một tí phạm vi ra được một khúc như thế này nữa. Vậy là chiêu Z ở trong vòng rơm thì mình lướt xa hơn một xíu. Rồi tiếp theo là với cái chiêu S ra. Chiêu S coi coi đánh được bao xa. Rồi vẫn là cái cây này làm cái mức mặc định. Giờ mình bắn thử chiêu S nè.
bắn hết nửa màn hình luôn. Ồ, nó cũng hình như là nó không có nhích đến được đây luôn á ta. Nó vẫn u như kỹ à. Rồi bây giờ mình thử rơm lại chỗ quái coi, xem như thế nào. Tắt rơm nha. Rồi mình rơm ra. Rồi mình sẽ bắn thử con quái ở đây, xem thử coi là cái chiêu ít bắn tới không. Bật Haki quan sát lên luôn. Bắn không tới. Ủa kỳ vậy ta. Sau một cái thời gian tìm hiểu ngắn hạn của mình thì mình mới biết tại sao cái cây coco này nó không bắn được xa như là những bạn nước ngoài. Thì nó có hai cái chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ dữ liệt. Đây à, thì mình sẽ bắn rất là gần. Nó không có được bao quát hết cái phạm vi dòng rơm. Thì nếu mà các bạn muốn bắn từ cái đầu rơm bên này bắn tới cái đầu rơm bên kia đó, thì các bạn phải bấm một phát là mình thả ra liền. Mình không có dữ liệt á. Đây nè, mình sẽ chỉ cái cây này nha. Rồi bắn nè, nó tới liền, rất xa luôn. Nói chung là nó đi hết nguyên cái dòng rơm luôn á. Miễn là mình ở trong cái dòng rơm, rồi ở bên kia quái hoặc là một người chơi nào đó ở trong cái dòng rơm thì mình có thể bấm ít cái là đi tới đó luôn. Nhưng mà cần cái khả năng canh hướng tốt. Và cái ưu điểm á là mình có thể bắn từ đầu này đến đầu kia. Và cái nhược điểm á, khi trúng là rất là ít đam nha. Và cái khả năng khó trúng cực kỳ cao luôn. Cần phải có cái kỹ năng định hướng tốt á. À, bấm cái thả nè. Ôi chết 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 chết, lộn cục đá rồi. Nhưng nó đá chọi người ta. Hên cái con quái đó nó không quan tâm. Nó bắn hoài có trúng đâu. Chọi đá thì nó dễ trúng. Chứ là bắn cái chiêu ít này á, cần cái khả năng bắn chuẩn. Phải nói là cao siêu thượng. Còn mình đó thôi nghỉ đi. Mình canh hướng dở lắm. Bắn nãy giờ bắn quái 3-4 phát mà nó không trúng một viên nào hết. Đi rất xa luôn nè. Rồi để mình canh thử phát cuối cùng coi. Coi là trúng không. Vậy là cái cây coco này đó, thì khi mà ở trong cái dòng rơm này thì chiêu Z các bạn được gia tăng một chút phạm vi nha. Còn chiêu X đó thì là chơi nguyên dòng rơm luôn, nhưng mà bắn phải cho chuẩn. Còn mình đó thì bắn chục viên đủ chục viên à. 4 viên hoặc đủ 4 viên là thấy là trớt rồi. Dẹp luôn bắn gì nữa. Vậy thì ở video lần này thì mình đã sở hữu được Venom nè. Một cái trác quỷ mà mình chưa lụm được từ trước đến giờ. Bây giờ cũng đã lụm được. Rồi kế đến mình đã cho các bạn và anh em biết được cái cây coco này đã được gia tăng cái phạm vi ở trong cái dòng rơm này ha. Chiêu Z á thì đã được admin gia tăng khoảng một cái khoảng nhỏ thôi. Nhưng mà riêng về cái chiêu S đó thì được gia tăng ở một cái phạm vi phải nói là rất là khủng luôn. Dành cho những bạn nào mà chuyên gia bắn tỉa và đúp lùm á. Trời ơi, không trúng luôn. Trời ơi, bán 5 viên, hụt đủ 5 viên rồi, nghỉ được rồi. Và bây giờ thì cũng đâu còn gì để quay cho các bạn xem nữa đâu. Mình đã cho các bạn xem coco được admin boost như thế nào rồi. Còn sử dụng được hay không thì tùy vào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha.